Ui, giờ này ai mà ăn kẹo nữa. Uống nước xong sao buồn ngủ quá ta, gặp gió hiu hiu nữa. Thôi quýnh mình giấc à. Dạ gì trời, người sang mẹ, người sắc đâu gai tại kiếm ăn không muốn, muốn đi kiếm chuyện mà dám bắn anh nè, anh chơi tới với cưng luôn. Xong mày của con. Kiếm ăn không kiếm, kiếm chuyện hay người sắt. Mày đi kiếm chuyện tao nè con. Trời ơi, xuống đây giữ cái tài. Giữ giữ, anh không có sợ cưng đâu. Con mẹ mày sắc ghê dữ chạy. Trời ơi, súng nó dữ quá, súng nhỏ nghĩ sao đâu, súng bự sao mà lại. Tiêu mày chứ con. Hay lẽ giờ mình đầu hàng ta, mà đầu hàng không được, đầu hàng nhục lắm, đang ngủ tự nhiên nó bắn mình mà. Ước gì ông Bột hiển linh tặng cho con cái súng nào mạnh mạnh. Quỷ thằng đó. Mày làm cái trò mèo gì vậy? Cầu cứu ông Bột ha. Ông Bột ra đây, tao cũng không có sợ đâu. Ông Bột ơi, cứu con. Ây da, ai cứu đầu mình ta. Qua cây súng. Ôi, ông Bột linh thiêng thiệt chứ. Cầu gì được đấy. Trời ơi, ông Bột hiện linh thiệt. Thôi, không có nhiều. Dám bắn tàu hơn người sắt. Má ơi, cây súng nó bự. Xong mày rồi con. Ê, người sát. Thấy cái này gì không con? Tiêu rồi. Đi chết đi. Yeah! Ôi chạy. Hả?
Cũng hên, nó chạy. Chứ cái súng này bắn cũng đâu được đâu. Bruh. Nhớ đăng ký nha các bạn.